đấu trường thì bốn kích thước của bốn con sông to gần hết vào lửa rồi. Đây là phần tích tụ của đấu trường chúng ta ngày hôm nay. Và sau khi mình thả con sẽ có một cuộc chiến rất là kịch tính diễn ra. Và anh em mà thấy cuộc chiến này hay thì hãy subscribe để có thêm nhiều động lực vào video tiếp theo nha. Thank you.
cần sức của chúng ta.
Godzilla Super Team và nhóm đó là bốn con Utalon ở trong Mo Kaiju 1. Và như anh em đã biết đó thì bốn con Utalon này nó có 5 đầu, mỗi con nó có 5 đầu, có đôi cánh, chỉ số sức mạnh rất cao, kích thước cũng khá là tương đồng với những con Godzilla của mình. Và thật sự thì nó xứng đáng là những cái nhà vô địch trong đấu trường ngày hôm nay với bốn con này, không hề mất một con nào nha. Và anh em xem clip thấy hay hãy nhớ like đăng ký kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.